Hello mọi người, giờ tôi đi học bài mọi người. Nghe tôi học nguyện văn nha. Tôi sẽ đọc nguyện văn để quý vị cho biết. Cho biết về thơ. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một bài nha. Bài này hay nhất này. Giờ tôi đọc bài Nguyệt Cầm nha mọi người. Giờ nghe tôi nha. Trăng nhập vào dây cung nguyệt lặn, trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngầm. Đèn buồn đèn lặn ôi đèn chậm, mỗi giọt rơi tèn như lệ ngân. Mây vắng trời trong đêm thủy tinh, linh lung bóng sáng bỗng rung mình. Vì sáng nương tử trong câu hát, đã chết đêm rằm theo nước sông. Thụ thu lặng càng thêm người tỏ rực ngời, đèn ghê như nước lặng trời ơi. Long lanh tiếng sỏi ven ven hận, chẳng nhớ tầm dương nhạt nhớ người. Bốn về ảnh nhạc biển pha lê, chiếc đảo hồn tơi rợn bốn bề. Sương bạc làm thinh khuya nín thở, nghe sầm âm nhạc đến xa khuê. Bài này nói chung là rất là hay. Tác giả của Sơn Diệu. Bài này nói chung là một bài thơ. Giờ tôi đang học thuộc bài này để gặp may nó ra để thi. Nhiều khi nó ra bài để đọc hiểu á mọi người. Nó hay ra mấy bài gì á. Nói chung thầy cô tôi ra đề nên tôi không biết được. Bây giờ tôi đi học rồi nhé mọi người. Bye bye mọi người.